lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 24 đến câu 35. Một hôm, khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, chẳng khát bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do Thái đã tìm Chúa Giêsu. Có lẽ mỗi người trong họ có những mục đích khác nhau. Thế nhưng, điều mà Chúa nhận định chạm đúng sự thật nơi lòng họ. "Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê." Họ tìm Chúa, không phải vì Chúa, mà là chính cơn đói khát của họ. Từ sự đói khát về mặt thể xác, Chúa gửi lên cơn đói khát về thiêng liêng. Từ lương thực mau hư nát dẫn đến cái chết ở trần gian, Chúa gửi lên thứ lương thực trường tồn, đem lại một cuộc sống muôn đời. Tiếp theo, Chúa dẫn họ đi vào một cuộc đối thoại đặc biệt giữa một người và một nhóm người, giữa Chúa và dân người. Đối thoại nghĩa là nói, là ngỏ lời với người khác, và trong tinh thần liên kết tha nhân để xây dựng tình liên đới. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã từng nhiều lần đối thoại với con người. Ngài nói và con người đáp lời. Và không chỉ trong các cuộc đối thoại nơi chương 6 này, cũng không ít lần có người không coi trọng cuộc đối thoại ấy. Họ chỉ biết làm theo lời mình. Muốn đối thoại, trước hết phải biết lắng nghe những điều người khác muốn nói, không phải những điều mình muốn nghe, và cùng truy tầm sự thật. Đối thoại đòi hỏi người trong cuộc phải loại bỏ những thành kiến cố hữu để thông dong đón nhận quan điểm của người khác. Cuộc đối thoại sẽ giúp cho những chủ đề đối thoại cùng nhau hướng về Chúa, nhìn thấy Chúa nơi tha nhân và cùng nhau tìm kiếm chân lý nơi đứng là chân lý. Người Do Thái khi tìm Chúa Giêsu, họ không khao khát tìm chân lý mà là khao khát tìm thấy điều họ mong muốn. Họ vẫn khát, vẫn đói vì họ chưa tin vào Chúa. "Chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ." Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khát khao tìm Chúa, tìm sự hiện diện vào chân lý khi đối thoại với Chúa, trong cầu nguyện và đối thoại với tha nhân
trong giao tiếp hàng ngày. Và để qua đó, tất cả chúng con không còn thấy mình đói, bị bỏ rơi vì có Chúa ở cùng, có những anh chị em đồng hành với chúng con. Amen.